Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng ta trong tiết học số 2 của bài học số 5, vị trí địa lý, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Á. Trước khi bắt đầu vào bài học mới ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng tham khảo đồng thời nhanh chóng tiếp cận với những bài giảng mới, các bạn và các em hãy tìm kiếm từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên thanh tìm kiếm của trang YouTube. Tại đây hãy nhấn nút đăng ký, trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản khác nhau để chúng ta cùng tham khảo. Sau đây chúng ta cùng quay trở lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Để thuận tiện cho việc theo dõi bài giảng, các bạn và các em hãy mở sách giáo khoa trang 102 của bộ sách Cánh Diều. Đồng thời nên chuẩn bị vở để ghi chép lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Trong tiết học hôm trước, số 1 thì cô trò chúng ta đã đi tìm hiểu về vị trí địa lý, phạm vi, lãnh thổ của châu Á. Chúng ta đã biết được châu Á nằm ở đâu, tiếp giáp với những châu lục, khu vực, các biển đại dương nào và giới hạn phạm vi lãnh thổ của châu Á. Và chúng ta cũng đã đi tìm hiểu về đặc điểm đầu tiên của thiên nhiên châu Á, đó là về địa hình và khoáng sản. Chúng ta đã biết được địa hình của châu Á rất là đa dạng, bao gồm có cả núi, cao nguyên, sơn nguyên và đồng bằng, với những đặc điểm địa hình và khoáng sản phong phú. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp về các đặc điểm tự nhiên khác của châu Á và chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi của phần luyện tập và vận dụng. Với đặc điểm phần lớn lãnh thổ nằm ở bán cầu Bắc thì châu Á sẽ mang đặc trưng như thế nào về khí hậu? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong mục 2 khí hậu. Các bạn hãy cùng đọc thông tin và quan sát vào trong hình. Hãy nêu đặc điểm khí hậu châu Á và nêu ý nghĩa của đặc điểm khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á. Chúng ta cùng quan sát vào trong bản đồ khí hậu châu Á thì chúng ta thấy được là khí hậu châu Á được thể hiện qua các cái đới khí hậu với những nền màu khác nhau. Với có đới khí hậu cực cận cực này, đới khí hậu ôn đới này, đới khí hậu cận nhiệt đới, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu xích đạo. Trong mỗi một đới khí hậu thì sẽ có các kiểu khí hậu. Và các kiểu khí hậu thì được ký hiệu bằng số ở trong từng đới khí hậu thì các bạn có thể quan sát thấy được. Và chúng ta có thể thấy được sự phân bố về khí hậu thì có sự phân bố theo chiều Bắc Nam và theo chiều đi từ Tây sang Đông thì có sự phân hóa khác nhau về khí hậu. Như các bạn có thể thấy đi xa nhất về phía Bắc đó là đới khí hậu cực và cận cực. Thứ hai là khí hậu ôn đới. Trong đới khí hậu ôn đới thì được chia ra thành ôn đới lục địa và ôn đới gió mùa. Thứ ba là kiểu khí hậu ôn đới hải dương. Đi tiếp xuống phía dưới về phía nam thì sẽ xuất hiện đới khí hậu cận nhiệt đới. Trong đới khí hậu cận nhiệt đới thì có ba kiểu khí hậu là kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải, kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa và thứ ba là kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa. Đến với kiểu khí hậu, đới khí hậu thứ tư đó chính là đới khí hậu nhiệt đới. Thì trong đới khí hậu nhiệt đới thì có hai kiểu là kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa và kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Và xa nhất đi về phía xích đạo cũng như là phía nam thì đó chính là đới khí hậu xích đạo. Thì đó chính là đặc trưng của năm đới khí hậu với các kiểu khí hậu của châu Á. Và từ đó thì chúng ta thấy được châu Á là châu lục có đầy đủ các đới khí hậu này. Mỗi đới khí hậu thì lại phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu. Những khu vực nằm sâu trong nội địa và phía tây nam lục địa thì có kiểu khí hậu lục địa. Còn ở rìa phía nam, phía đông và đông nam thì có kiểu khí hậu gió mùa. Và từ đó thì chúng ta thấy được là khí hậu châu Á thì nó mang ý nghĩa như thế nào đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên. Đó là từ khí hậu này thì sẽ tạo điều kiện cho phát triển đa dạng cơ cấu cây trồng vật nuôi. Chúng ta có thể trồng các cái loại cây đi từ vùng nhiệt đới đến cận nhiệt và ôn đới. Và cũng như là các loài động vật cũng thế. Tiếp theo thì chúng ta cần phải chú trọng được tính mùa vụ, những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các tác động tiêu cực của khí hậu, ví dụ như bão, hạn hán, lũ lụt. Bởi vì châu Á cũng là nơi mà thường xuyên xuất hiện, đặc biệt ở khu vực nhiệt đới thì xuất hiện các cái trận bão, lũ lụt.
thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu mùa vụ cũng như là cơ cấu cây trồng, thì chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Thì đó là những đặc trưng cũng như là ý nghĩa của phần khí hậu châu Á, thì các bạn có thể ghi chép vào trong vở để chúng ta sử dụng làm tư liệu học bài. Như các bạn đã biết thì sông Hồ được bắt nguồn nước chảy từ các dãy núi và cao nguyên lớn, với đặc điểm lãnh thổ 3/4 diện tích là núi, sơn nguyên và cao nguyên. Thì sông Hồ của châu Á sẽ mang đặc điểm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong mục số 3, sông Hồ. Chúng ta hãy cùng đọc thông tin và quan sát vào trong hình. Hãy nêu đặc điểm sông Hồ của châu Á, nêu ý nghĩa của đặc điểm sông Hồ đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên của châu Á. Chúng ta cùng quan sát vào trong hình số 5.1, bản đồ tự nhiên châu Á, thì sông Hồ sẽ được ký hiệu bằng các đường màu xanh. Tại đây thì chúng ta sẽ có thể quan sát được các cái dòng sông lớn hướng chảy, nó sẽ mang đặc điểm hình thái như thế nào. Thì sông ở châu Á có nhiều hệ thống sông lớn có thể kể tên đến, các bạn cũng có thể quan sát trên màn hình, đó là sông Hoàng Hà, Trường Giang, Mekong, Obi, Lena. Và các sông thì phân bố không đều và có chế độ nước rất là phức tạp. Ngoài ra thì có nhiều hồ lớn như hồ Baikal, Ban Khát, một số hồ thì có kích thước rộng lớn nên còn được gọi là biển, giống như là biển Caspi hay biển chết. Các bạn có thể ghi tóm tắt phần nội dung này vào trong vở để chúng ta sử dụng làm tư liệu học bài. Và từ đặc điểm trên, sông Hồ ở châu Á thì mang ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế, đời sống con người và môi trường tự nhiên. Vì vậy, chúng ta cần phải sử dụng hợp lý các nguồn nước sông Hồ để tránh tình trạng ô nhiễm và cạn kiệt. Để củng cố thêm cho phần nội dung học của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi trả lời các câu hỏi luyện tập. Câu số 1, tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới? A. Do ảnh hưởng của các dãy núi. B. Do châu Á tiếp giáp với nhiều đại dương lớn. C. Do lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến. Và D. Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đại. Khí hậu châu Á chia thành nhiều đới, nguyên nhân bởi vì do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo nên lãnh thổ của châu Á đã chia thành nhiều đới, thì các bạn có thể xem lại ở trong phần khí hậu. Câu số 2. Khí hậu châu Á phổ biến là kiểu khí hậu nào? A. Các kiểu khí hậu gió mùa với các kiểu khí hậu hải dương. B. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa. C. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa. D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải. Để trả lời được cho câu hỏi này thì chúng ta hãy quan sát vào trong lược đồ khí hậu của châu Á, thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi đáp án sẽ là đáp án C, kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa. Câu 3. Nam Á và Đông Nam Á nằm trong đới khí hậu nào? A. Gió mùa cận nhiệt và ôn đới. B. Cận nhiệt địa trung hải. C. Gió mùa nhiệt đới. Và D. Ôn đới. Thì Nam Á và Đông Nam Á sẽ nằm ở trong vùng khí hậu gió mùa nhiệt đới. Câu 4. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Để trả lời cho câu hỏi này rất dễ dàng đúng không? Chúng ta sẽ chọn luôn, đó là đáp án B, khí hậu nhiệt đới. Câu số 5. Sông Ngòi ở Đông Nam Á có đặc điểm A. Mạng lưới thưa thớt. B. Không có nhiều sông lớn. C. Mạng lưới dày đặc nhiều sông lớn. Và D. Nguồn cung cấp nước là gió băng tan. Thì sông Ngòi ở Đông Nam Á có đặc điểm là mạng lưới dày đặc nhiều sông lớn. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ đi trả lời các câu hỏi của phần luyện tập và vận dụng. Câu hỏi số 1. Hãy xác định các khu vực địa hình, núi, cao nguyên, sơn nguyên, đồng bằng và các khoáng sản chính, các sông lớn ở châu Á trên hình 5.1. Ở đây chúng ta cùng quan sát hình 5.1 để xác định. Thì khu vực núi, cao nguyên và sơn nguyên thì sẽ tập trung ở khu vực trung tâm. Đồng bằng phân bố chủ yếu ở đông và phía nam. Các khoáng sản chính có dầu mỏ, than đá, sắt, chrome và một số kim loại màu như đồng, thiếc. Các sông lớn là sông Hằng, sông Ấn, sông Mekong, sông Hoàng Hà, sông Trường Giang, sông Amur, sông Brahmaput, sông Obi, sông Yenisei. Tất cả những cái này thì các bạn đã có chú thích ở trên hình, các bạn có thể trả lời được câu hỏi. Câu số 2. Hãy tìm ví dụ cụ thể về việc sử dụng và bảo vệ một trong các thành phần thiên nhiên, địa hình, khoáng sản, khí hậu sông Hồ ở địa phương em. Thì ở đây cô có ví dụ sử dụng và bảo vệ sông Hồ tại thành phố Hà Nội. Về sử dụng thì tại thành phố Hà Nội có khoảng 350-400.000 mét khối nước thải và hơn 1.000 mét khối rác xả thải ra mỗi ngày. Nhưng chỉ có 10% được xử lý, số còn lại xả trực tiếp vào sông Ngòi gây ô nhiễm nguồn nước.
về bảo vệ, đó là nâng cao ý thức sử dụng và xử lý rác thải của người dân, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chế tài xử lý pháp luật bảo vệ môi trường, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại khu dân cư và kể cả các khu công nghiệp, nông nghiệp, sử dụng các nguồn năng lượng sạch để thay thế và áp dụng trong sản xuất công nghiệp. Như vậy, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý, quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để chúng ta liên tục cập nhật những bài học và nội dung mới nhất nhé!